Khi ấy, chư thiên cõi dục cõi sắc lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, đại đức thiện hiện là chân đệ tử Đức Phật từ Như Lai sanh. Vì sao? Vì đại đức thiện hiện đã thuyết tất cả pháp đều tương ưng với không. Cụ thọ thiện hiện bảo chư thiên cõi dục cõi sắc: Chư thiên các ông nói thiện hiện tôi là chân đệ tử Đức Phật từ Như Lai sanh. Thế nào là thiện hiện từ Như Lai sanh, nghĩa là từ Như Lai chân như sanh? Vì sao? Vì Như Lai chân như không đến không đi, thiện hiện chân như cũng không đến không đi, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Như Lai chân như tức tất cả pháp chân như, tất cả pháp chân như tức Như Lai chân như như thế là không tánh chân như, cũng không phải không tánh chân như, thiện hiện chân như cũng là như vậy, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Như Lai chân như thường trụ là tướng, thiện hiện chân như cũng là như vậy, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Như Lai chân như không biến đổi, không phân biệt, chuyển khắp các pháp, thiện hiện chân như cũng là như vậy, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Như Lai chân như không bị trở ngại, tất cả pháp chân như cũng không bị trở ngại. Hoặc Như Lai chân như hoặc tất cả pháp chân như đều đồng một chân như, không hai không khác, không tạo không làm, chân như như thế là tướng thường chân như, không thời không tướng chân như. Vì tướng thường chân như, không thời không tướng chân như nên không hai không khác, thiện hiện chân như cũng lại như vậy, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Như Lai chân như khắp mọi nơi, không nhớ nghĩ, không phân biệt, thiện hiện chân như cũng lại như vậy, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Như Lai chân như không đổi khác, bất khả đắc, thiện hiện chân như cũng lại như vậy, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Như Lai chân như không lìa tất cả pháp chân như, tất cả pháp chân như không lìa Như Lai chân như như thế là tướng thường chân như, không thời không tướng chân như, thiện hiện chân như cũng lại như vậy, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Tuy nói từ sanh nhưng không chỗ từ sanh, vì thiện hiện chân như không khác Phật. Như Lai chân như không quá khứ, không vị lai, không hiện tại, tất cả pháp chân như cũng không quá khứ, không vị lai, không hiện tại, thiện hiện chân như cũng lại như vậy, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Quá khứ chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức quá khứ chân như, vị lai chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức vị lai chân như, hiện tại chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức hiện tại chân như, hoặc quá khứ chân như, hoặc vị lai chân như, hoặc hiện tại chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác, sắc chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức sắc chân như, thọ tưởng hành thức chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức thọ tưởng hành thức chân như, hoặc sắc chân như, hoặc thọ tưởng hành thức chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Nhãn xứ chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức nhãn xứ chân như, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chân như, hoặc nhãn xứ chân như, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Sắc xứ chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức sắc xứ chân như, thanh hương vị xúc pháp xứ chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức thanh hương vị xúc pháp xứ chân như, hoặc sắc xứ chân như, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Nhãn giới chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức nhãn giới chân như, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chân như, hoặc nhãn giới chân như, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Sắc giới chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức sắc giới chân như, thanh hương vị xúc pháp giới chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức thanh hương vị xúc pháp giới chân như, hoặc sắc giới chân như, hoặc thanh hương vị xúc pháp giới chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Nhãn thức giới chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức nhãn thức giới chân như, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chân như tức Như Lai chân như, Như Lai chân như tức nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chân như,
hoặc nhãn thức giới chân như, hoặc nhĩ tĩ, thiệt thân ý thức giới chân như, hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như, không hai, không khác. Nhãn xúc chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức nhãn xúc chân như, nhĩ tĩ, thiệt thân ý xúc chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức nhĩ tĩ, thiệt thân ý xúc chân như, hoặc nhãn xúc chân như, hoặc nhĩ tĩ, thiệt thân ý xúc chân như, hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như, không hai, không khác. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chân như. Các thọ do nhĩ tĩ, thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức các thọ do nhĩ tĩ, thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chân như, hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chân như, hoặc các thọ do nhĩ tĩ, thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chân như, hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như, không hai, không khác. Ngã chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức ngã chân như. Hữu tình, mạng giả, danh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bồ đặc giả la, ý sanh, thanh niên, người làm, người thọ, người biết, người thấy chân như, tức như lai chân như. Như lai chân như, tức hữu tình cho đến người thấy chân như, hoặc ngã chân như, hoặc hữu tình cho đến người thấy chân như, hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như, không hai, không khác. Bố thí ba la mật đa chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức bố thí ba la mật đa chân như. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa chân như, hoặc bố thí ba la mật đa chân như, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa chân như, hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như, không hai, không khác. Pháp nội không, không của các pháp nội tại chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức pháp nội không chân như. Pháp ngoại không, không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không, không của các pháp nội ngoại tại, không không, không của không, đại không, không lớn, thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không tối hậu rốt ráo, vô tế không, không không biên tế, tán vô tán không, không của sự không phân tán, bản tính không, không của bản tính tự nhiên tính, tự cộng tướng không, không của tự cộng tướng, nhất thiết pháp không, không của vạn hữu, bất khả đắc không, không của cái bất khả đắc, vô tính không, không của vô thể, cái không tồn tại, tự tính không, không của tự tính, vô tính tự tính không, không của vô thể của tự tính của cái không tồn tại. Chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức pháp ngoại không cho đến pháp vô tính, tự tính không chân như, hoặc pháp nội không chân như, hoặc pháp ngoại không cho đến pháp vô tính, tự tính không chân như, hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như, không hai, không khác. Chân như, tức như lai chân như lai chân như, tức chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chân như. Hoặc chân như, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chân như, hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như, không hai, không khác. Thánh đế khổ chân như, tức như lai chân như, tức thánh đế khổ chân như. Thánh đế tập diệt đạo chân như, tức như lai chân như, tức thánh đế tập diệt đạo chân như. Hoặc thánh đế khổ chân như, hoặc thánh đế tập diệt đạo chân như, hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như, không hai, không khác. Bốn niệm trụ chân như, tức như lai chân như, tức bốn niệm trụ chân như. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chân như, tức như lai chân như. Như lai chân như, tức bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chân như. Hoặc bốn niệm trụ chân như, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chân như, hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như, không hai, không khác. Bốn tịnh lự chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức bốn tịnh lự chân như. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chân như, tức như lai chân như,
Như Lai chân như, tức bốn vô lượng, bốn định vô sắc chân như, hoặc bốn tịnh lự chân như, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Tám giải thoát chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức tám giải thoát chân như. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chân như. Hoặc tám giải thoát chân như, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Pháp môn giải thoát không chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức pháp môn giải thoát không chân như. Pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện chân như. Hoặc pháp môn giải thoát không chân như, hoặc pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Thập địa tam thừa chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức thập địa tam thừa chân như. Bồ Tát thập địa chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức Bồ Tát thập địa chân như. Hoặc thập địa tam thừa chân như, hoặc Bồ Tát thập địa chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Năm loại mắt chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức năm loại mắt chân như. Sáu phép thần thông chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức sáu phép thần thông chân như. Hoặc năm loại mắt chân như, hoặc sáu phép thần thông chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Mười lực Phật chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức mười lực Phật chân như. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng chân như. Hoặc mười lực Phật chân như, hoặc bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. 32 tướng đại sĩ chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức 32 tướng đại sĩ chân như. 80 vẻ đẹp chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức 80 vẻ đẹp chân như, hoặc 32 tướng đại sĩ chân như, hoặc 80 vẻ đẹp chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Pháp không quên mất chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức pháp không quên mất chân như. Tánh luôn luôn xả chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức tánh luôn luôn xả chân như, hoặc pháp không quên mất chân như, hoặc tánh luôn luôn xả chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Pháp môn Đà La Ni chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức pháp môn Đà La Ni chân như. Pháp môn Tam Ma Địa chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức pháp môn Tam Ma Địa chân như. Hoặc pháp môn Đà La Ni chân như, hoặc pháp môn Tam Ma Địa chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Quả dự lưu chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức quả dự lưu chân như. Quả Nhất Lai bất hoàn A La Hán độc giác Bồ Đề chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức quả Nhất Lai cho đến độc giác Bồ Đề chân như. Hoặc quả dự lưu chân như, hoặc quả Nhất Lai cho đến độc giác Bồ Đề chân như, hoặc Như Lai chân như, đồng một không hai không khác. Tất cả hạnh đại Bồ Tát chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức tất cả hạnh đại Bồ Tát chân như. Quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chân như. Hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát chân như, hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Chỉ nhất thiết chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức chỉ nhất thiết chân như. Chỉ đạo tướng, chỉ nhất thiết tướng chân như, tức Như Lai chân như. Như Lai chân như, tức chỉ đạo tướng, chỉ nhất thiết tướng chân như. Hoặc chỉ nhất thiết chân như, hoặc chỉ đạo tướng, chỉ nhất thiết tướng chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Thiên chúng nên biết, các đại Bồ Tát đang chứng tất cả pháp chân như như thế. Thưa Như Lai ứng chánh đẳng giác, con tìm hiểu sâu sắc các pháp chân như như thế, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Đang lúc thiện hiện thuyết tướng chân như như vậy, ở thế giới Tam Thiên Đại Thiên này, các núi lớn biến động sáu cách, đông vọt tây lặn,
Tây vọt đông lặn, Nam vọt bắc lặn, Bắc vọt nam lặn, giữa vọt bên lặn, bên vọt giữa lặn. Khi ấy, thiên chúng cõi dục cõi sắc lại dùng bột hương trên đàn, bột hương đa yết la, bột hương đa ma la, và hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa sen vàng trên trời, một lượt dài lên Như Lai và Thiện Hiện, sau đó đồng thưa Phật. Bạch Như Lai, thật là chưa từng có, do chân như nên đại đức Thiện Hiện từ Như Lai sanh. Khi ấy cụ thọ Thiện Hiện bảo chư thiên nên biết Thiện Hiện tôi không do sắc nên từ Như Lai sanh, không do sắc chân như nên từ Như Lai sanh, không lìa sắc nên từ Như Lai sanh, không lìa sắc chân như nên từ Như Lai sanh, không do thọ tưởng hành thức nên từ Như Lai sanh, không do thọ tưởng hành thức chân như nên từ Như Lai sanh, không lìa thọ tưởng hành thức nên từ Như Lai sanh, không lìa thọ tưởng hành thức chân như nên từ Như Lai sanh. Như vậy cho đến không do trí nhất thiết nên từ Như Lai sanh, không do trí nhất thiết chân như nên từ Như Lai sanh, không lìa trí nhất thiết nên từ Như Lai sanh, không lìa trí nhất thiết chân như nên từ Như Lai sanh, không do trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên từ Như Lai sanh, không do trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như nên từ Như Lai sanh, không lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên từ Như Lai sanh, không lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như nên từ Như Lai sanh, không do hữu vi nên từ Như Lai sanh, không do hữu vi chân như nên từ Như Lai sanh, không lìa hữu vi nên từ Như Lai sanh, không lìa hữu vi chân như nên từ Như Lai sanh, không do vô vi nên từ Như Lai sanh, không do vô vi chân như nên từ Như Lai sanh, không lìa vô vi nên từ Như Lai sanh, không lìa vô vi chân như nên từ Như Lai sanh. Vì sao? Chư thiên chúng, vì tất cả pháp này đều vô sở hữu, những ai từ đó sanh hoặc nơi sanh, do đây sanh hoặc từ nơi đây sanh đều bất khả đắc. Bấy giờ Xá Lợi Tử thưa Phật: Bạch Thế Tôn, các pháp chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ đều rất sâu xa, nghĩa là trong đó sắc bất khả đắc, sắc chân như cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đó sắc còn bất khả đắc, huống nữa có sắc chân như bất khả đắc, trong đó thọ tưởng hành thức bất khả đắc, thọ tưởng hành thức chân như cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đó thọ tưởng hành thức còn bất khả đắc, huống nữa có thọ tưởng hành thức chân như khả đắc. Như vậy cho đến trong đó trí nhất thiết bất khả đắc, trí nhất thiết chân như cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đó trí nhất thiết còn bất khả đắc, huống nữa có trí nhất thiết chân như khả đắc. Trong đó trí đạo tướng trí nhất thiết tướng bất khả đắc, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đó trí đạo tướng trí nhất thiết tướng còn bất khả đắc, huống nữa có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như khả đắc. Phật dạy: Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói, các pháp chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ đều rất sâu xa, nghĩa là trong đó sắc bất khả đắc, sắc chân như cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đó sắc còn bất khả đắc, huống nữa có sắc chân như khả đắc. Như thế cho đến trong đó trí nhất thiết tướng bất khả đắc, trí nhất thiết tướng chân như cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đó trí nhất thiết tướng còn bất khả đắc, huống nữa có trí nhất thiết tướng chân như khả đắc. Khi Đức Phật thuyết tướng chân như vậy, có 200 bí xô dứt hết các lậu, tâm được giải thoát, thành A-la-hán, lại có 500 chúng bí xô ni xa lìa trần cấu, ở trong các pháp sanh pháp nhãn tịnh, 5.000 Bồ Tát sanh trong trời người được vô sanh nhẫn, 6.000 Bồ Tát dứt hết các lậu tâm được giải thoát thành A-la-hán. Khi ấy Phật dạy Xá Lợi Tử: Nay trong chúng đây có 6.000 Bồ Tát đã ở quá khứ gần gũi cúng dường 500 chư Phật, ở chỗ mỗi Đức Phật phát hoàng thệ nguyện chánh tín xuất gia, dù tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự mà không thọ trì bát nhã ba la mật đa, xa lìa phương tiện thiện xảo nên suy nghĩ khác, hành hạnh khác. Khi tu bố thí suy nghĩ như vậy: đây là bố thí, đây là vật bố thí, đây là người nhận,
ta hành bố thí. Khi tu tịnh giới suy nghĩ như vậy, đây là tịnh giới, đây là tội nghiệp, đây là cảnh được hộ, ta thường trì giới. Khi tu an nhẫn suy nghĩ như vậy, đây là an nhẫn, đây là chướng nhẫn, đây là cảnh được nhẫn, ta hành an nhẫn. Khi tu tinh tấn suy nghĩ như vậy, đây là tinh tấn, đây là lười nhác, đây là việc nên làm, ta thường tinh tấn. Khi tu tịnh lự suy nghĩ như vậy, đây là tịnh lự, đây là tán động, đây là việc nên tu, ta thường tu định. Đó là họ không thọ trì bát nhã ba la mật đa, xa lìa phương tiện thiện xảo, nương suy nghĩ và hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự sai khác. Do suy nghĩ sai khác, hành sai khác, nên không được Bồ Tát suy nghĩ đúng lý, mất Bồ Tát hành đúng lý. Do đó nên không được vào ngôi Bồ Tát chánh tánh ly sanh, do không được vào ngôi Bồ Tát chánh tánh ly sanh, nên đắc quả dự lưu, lần đến quả A-la-hán. Thế nên Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào, dù có đạo Bồ Đề và có pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, mà không thọ trì bát nhã ba la mật đa và xa lìa phương tiện thiện xảo, chứng thật tế rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa. Cụ thọ Xá Lợi Tử lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào có những vị Bồ Đạc Già La thanh văn thừa hoặc độc giác thừa tu pháp không vô tướng vô nguyện, không thọ trì bát nhã ba la mật đa, xa lìa phương tiện thiện xảo, chứng thật tế rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa? Có những vị Bồ Đạc Già La Bồ Tát thừa tu pháp không vô tướng vô nguyện, thọ trì bát nhã ba la mật đa, nương phương tiện thiện xảo, tuy chứng thật tế nhưng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Phật dạy: Xá Lợi Tử, những vị Bồ Đạc Già La thanh văn thừa hoặc độc giác thừa, xa lìa tâm trí nhất thiết trí, không thọ trì bát nhã ba la mật đa, không có phương tiện thiện xảo, tu pháp không vô tướng vô nguyện, nên chứng thật tế rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa. Những vị Bồ Đạc Già La Bồ Tát thừa không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, thọ trì bát nhã ba la mật đa, có phương tiện thiện xảo, khởi đại bi tâm, làm thượng thủ, tu pháp không vô tướng vô nguyện, tuy chứng thật tế nhưng vào ngôi Bồ Tát chánh tánh ly sanh, chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Xá Lợi Tử, thí như có con chim thân dài lớn 100 do tuần hoặc 200 hoặc 300 do tuần mà không có cánh, từ trời 33 chim này gieo mình rơi xuống châu Thiện Bộ, rơi giữa đường nó suy nghĩ: ta muốn trở lại trời 33. Xá Lợi Tử, ý ông thế nào? Chim này có thể về lại trời 33 được không? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không. Phật dạy: Xá Lợi Tử, giữa đường chim này lại mong muốn đến châu Thiện Bộ, thân không bị tổn thương. Xá Lợi Tử, ý ông thế nào? Sự mong muốn của chim này có được như ý không? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không. Chim này khi đến châu Thiện Bộ chắc chắn nó bị tổn thương, có thể mất mạng hoặc đau đến gần chết. Vì sao? Vì thân chim này lớn từ cao rơi xuống mà không có cánh. Phật dạy: Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói. Xá Lợi Tử, những vị Bồ Đạc Già La Bồ Tát thừa cũng lại như vậy. Tuy trải qua vô lượng vô số đại kiếp, xin tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, cũng tu bát nhã, cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng không thọ trì bát nhã ba la mật đa, xa lìa phương tiện thiện xảo, tu pháp không vô tướng vô nguyện, chứng thật tế, thì cũng rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa. Vì sao? Xá Lợi Tử, những vị Bồ Đạc Già La Bồ Tát thừa này, xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dù trải qua vô lượng vô số đại kiếp, siêng tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, cũng tu bát nhã mà không thọ trì bát nhã ba la mật đa, xa lìa phương tiện thiện xảo, thì sẽ rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa. Xá Lợi Tử, những vị Bồ Đạc Già La Bồ Tát thừa này, dù nhớ chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai, hiện tại, có giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn, cung kính cúng dường, tùy thuận tu hành, nhưng đối trong đó chấp trước tướng, nên hiểu không đúng lý công đức viên mãn về giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác. Các đại Bồ Tát này vì không hiểu đúng lý công đức của Phật, nên dù nghe đạo vô thượng chánh đẳng giác và pháp không vô tướng vô nguyện, nhưng nương âm thanh này chấp trước tướng.
chấp trước tướng rồi lại quay về quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Những vị bồ đặc giả la bồ tát thừa này tuy quay về như thế, nhưng không đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa. Vì sao? Xá lợi tử, những vị bồ đặc giả la bồ tát thừa này do không thọ trì bát nhã ba la mật đa và xa lìa phương tiện thiện xảo, nên dù đem các căn lành đã tu quay về quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng vẫn rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa. Lại nữa, xá lợi tử, có những vị bồ đặc giả la bồ tát thừa từ sơ phát tâm không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, khởi đại bi làm thượng thủ, siêng tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, cũng tu diệu tuệ thọ trì bát nhã ba la mật đa, không xa lìa phương tiện thiện xảo, vẫn nhớ giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn quá khứ vị la hiện tại, nhưng không chấp trước tướng. Tuy tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng cũng không chấp tướng, vẫn nhớ các thứ công đức của mình và người, đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau quay về quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng không chấp tướng. Xá lợi tử, nên biết trụ bồ đặc giá la bồ tát thừa như thế, thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không rơi vào thanh văn địa và độc giác địa. Vì sao? Xá lợi tử, vì những vị bồ đặc giá la bồ tát thừa này từ sơ phát tâm cho đến tận cùng không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, trong tất cả thời luôn khởi đại bi làm thượng thủ, vẫn tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, cũng tu bát nhã nhưng không chấp tướng, tuy nhớ giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại, nhưng cũng không chấp tướng, vẫn tu đạo vô thượng chánh đẳng bồ đề và pháp không vô tướng vô nguyện, cũng không chấp tướng. Xá lợi tử, những vị bồ đặc giá la bồ tát thừa này vì có phương tiện thiện xảo nên đem tâm ly tướng tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự và bát nhã ba la mật đa, như vậy cho đến đem tâm ly tướng tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, do đó quyết chắc chứng sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi ấy xá lợi tử thưa Phật: Bạch Thế Tôn, con đã hiểu lời Phật thuyết đại bồ tát nào từ sơ phát tâm cho đến tận cùng thọ trì bát nhã ba la mật đa, không xa lìa phương tiện thiện xảo, thì đại bồ tát này gần về quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì đại bồ tát này từ sơ phát tâm cho đến tận cùng đều không thấy có một chút pháp nào khả đắc, nghĩa là hoặc năng chứng, hoặc sở chứng, hoặc chỗ chứng, hoặc thời chứng, hoặc do đây chứng đều bất khả đắc, đó là hoặc sắc, hoặc thọ tưởng hành thức, cho đến hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều bất khả đắc. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ Bồ Tát thừa không thọ trì bát nhã ba la mật đa, ra lìa phương tiện thiện xảo, mà cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên biết sự cầu vô thượng chánh đẳng bồ đề của họ còn nghi hoặc, do dự, hoặc đắc hoặc không đắc. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ Bồ Tát thừa này không thọ trì bát nhã ba la mật đa, ra lìa phương tiện thiện xảo, nên đối với sự tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đều chấp trước tướng, như vậy cho đến sự tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đều chấp trước tướng, do đó nên các thiện nam thiện nữ Bồ Tát thừa này còn nghi hoặc do dự, hoặc đắc hoặc không đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên Bạch Thế Tôn, đại bồ tát nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, quyết định không nên xa lìa phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát này, an trụ phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem tâm vô tướng tu hành bố thí ba la mật đa, tu tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, như vậy cho đến đem tâm câu hành vô sở đắc và vô tướng tu hành trí nhất thiết, tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát nào an trụ phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, đem tâm câu hành với vô tướng, tu hành tất cả Phật Pháp như thế, chắc chắn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi ấy thiên chúng cõi dục cõi sắc đồng thưa Phật:
Bạch Thế Tôn, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Vì sao? Vì các đại bồ tát đối với tất cả pháp tự tướng cộng tướng đều chứng biết, nên mới có thể đạt được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nhưng sự hiểu biết pháp tướng của các chúng đại bồ tát đều vô sở hữu, bất khả đắc. Phật bảo chư thiên: đúng vậy, đúng vậy, như các ông đã nói, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Chư thiên nên biết, ta cũng giác ngộ tướng tất cả pháp, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng đều không đắc thắng nghĩa pháp tướng. Có thể gọi đây là năng chứng, đây là sở chứng, đây là chỗ chứng, đây là thời chứng, do đây mà chứng. Vì sao? Vì tất cả pháp rốt ráo tịnh, hữu vi vô vi, rốt ráo không. Do đó nên quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Cụ thọ thiện hiện: thưa Phật, Bạch Thế Tôn, như Ngài đã nói, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Nhưng con suy nghĩ, lời Ngài nói, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật rất dễ tin hiểu, rất dễ chứng đắc. Vì sao? Vì nếu tin hiểu, không có pháp năng chứng, không pháp sở chứng, không có chỗ chứng, không có thời chứng, cũng không do đây mà có chứng đắc, thì tin hiểu được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Nếu chứng biết không có pháp năng chứng, không có pháp sở chứng, không có chỗ chứng, không có thời chứng, cũng không do đây mà có chứng đắc, thì chứng được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì tất cả pháp đều rốt ráo không, tất cánh không, trong rốt ráo không đều không có pháp có thể gọi năng chứng, có thể gọi sở chứng, có thể gọi chỗ chứng, có thể gọi thời chứng, có thể gọi do đây mà có chứng đắc. Vì sao? Vì tất cả pháp tánh tướng đều không, hoặc tăng hoặc giảm, đều vô sở hữu, đều bất khả đắc. Do đó sự tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa của các đại bồ tát đều vô sở hữu, đều bất khả đắc. Như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều vô sở hữu, đều bất khả đắc. Các đại bồ tát quan sát các pháp, hoặc hữu sắc, hoặc vô sắc, hoặc hữu kiến, hoặc vô kiến, hoặc hữu đối, hoặc vô đối, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, đều vô sở hữu, đều bất khả đắc. Do đó nên con suy nghĩ, ý nghĩa Đức Phật nói quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật rất dễ tin hiểu, rất dễ chứng đắc. Các đại bồ tát không nên bảo điều này khó tin hiểu và khó chứng đắc. Vì sao? Vì sắc tự tánh sắc là không, thọ tưởng hành thức tự tánh thọ tưởng hành thức là không. Như vậy cho đến trí nhất thiết tự tánh trí nhất thiết là không, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tự tánh trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là không. Đại bồ tát đối với nghĩa tự tánh không như thế sanh lòng tin hiểu, y vậy mà tu hành sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Xá Lợi Tử bảo thiện hiện: cũng do nhân duyên này mà quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Vì sao? Vì các đại bồ tát quán tất cả pháp đều vô tự tánh, đều như hư không. Ví như hư không không suy nghĩ, ta phải tin hiểu sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các đại bồ tát cũng như thế, không suy nghĩ, ta phải tin hiểu sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì các pháp đều không, ngang bằng hư không. Các đại bồ tát cần phải tin hiểu các pháp đều không, ngang bằng hư không, y vậy mà tu hành mới đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại bồ tát nào tin hiểu các pháp ngang bằng hư không thì đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề mới dễ sanh lòng tin hiểu, dễ chứng đắc. Không thể có hằng hà sa số đại bồ tát mặc áo giáp đại công đức hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà giữa đường thối lui. Vì thế nên biết quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Cụ thọ thiện hiện hỏi Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, ý ông thế nào? Sắc đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử, ý ông thế nào? Thọ tưởng hành thức đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử, ý ông thế nào? Cho đến trí nhất thiết đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử, ý ông thế nào? Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, sắc chân như? Đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, thọ tưởng hành thức chân như? Đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, cho đến trí nhất thiết chân như? Đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chân như? Đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, lìa sắc có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, lìa thọ tưởng hành thức có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, cho đến lìa trí nhất thiết có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, lìa sắc chân như có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, lìa thọ tưởng hành thức chân như có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, cho đến lìa trí nhất thiết chân như có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chân như có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, các pháp chân như đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, các pháp, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, lìa các pháp chân như có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, lìa các pháp, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Cụ thọ thiện hiện hỏi Xá Lợi Tử: nếu tất cả pháp đều vô sở hữu, đều bất khả đắc, thì hiền giả nói các pháp nào có thể đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà có thối lui? Xá Lợi Tử bảo thiện hiện: như nhân giả đã nói, trong vô sanh pháp nhẫn đều không có pháp, cũng không có Bồ Tát có thể đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nói có thối lui. Nếu vậy thì cớ sao Đức Phật nói ba hạng trụ Bồ Đạt Già La Bồ Tát thừa, chỉ nên nói một? Lại như nhân giả nói, lẽ ra không có tam thừa Bồ Tát khác nhau, chỉ có một chánh đẳng giác thừa. Khi ấy Mãn Từ Tử thưa Xá Lợi Tử: nên hỏi tôn giả thiện hiện chấp nhận có một Bồ Tát thừa hay không, sau đó mới không kiến lập tam thừa khác nhau, chỉ có một chánh đẳng giác thừa mà thôi. Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện: hiền giả chấp nhận có Bồ Tát thừa hay không? Cụ thọ thiện hiện hỏi Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, ý hiền giả thế nào, trong tất cả pháp chân như có tướng ba hạng trụ Bồ Đạt Già La Bồ Tát thừa khác nhau chăng? Nghĩa là có người lui trụ Thanh Văn thừa, hoặc có người trụ Độc Giác thừa, hoặc có người chứng đắc Vô Thượng thừa. Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không. Xá Lợi Tử: ý ông thế nào, trong tất cả pháp chân như có pháp tam thừa Bồ Tát chăng? Xá Lợi Tử đáp: thiện hiện không.
Xá Lợi Tử, ý ông thế nào trong tất cả pháp cho như? Thật có một Bồ Tát thừa không thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, thiện hiện không. Xá Lợi Tử, ý ông thế nào trong tất cả pháp cho như? Thật có các đại Bồ Tát một chánh đẳng giác thừa chăng? Xá Lợi Tử đáp, thiện hiện không. Xá Lợi Tử, ý ông thế nào trong các pháp cho như? Có một, có hai, có ba tướng chăng? Xá Lợi Tử đáp, thiện hiện không. Xá Lợi Tử, ý ông thế nào trong tất cả pháp chân như? Còn có một pháp hoặc một Bồ Tát có thể đắc không? Xá Lợi Tử đáp, thiện hiện không. Cụ thọ thiện hiện bảo Xá Lợi Tử, nếu tất cả pháp đều vô sở hữu, đều bất khả đắc, thì tại sao Xá Lợi Tử có thể suy nghĩ như vậy? Bồ Tát như thế đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chắc chắn thối lui. Bồ Tát như thế đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chắc chắn không thối lui. Bồ Tát như thế đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật không chắc chắn. Bồ Tát như thế là Thanh Văn thừa, Bồ Tát như thế là Độc giác thừa, Bồ Tát như thế là Chánh giác thừa, như thế là ba, như thế là một. Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào đối với tất cả pháp đều không sở đắc, đối với tất cả pháp chân như cũng hoàn toàn tin hiểu đều không sở đắc, đối với các Bồ Tát cũng không sở đắc, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng không sở đắc, nên biết đây là chân đại Bồ Tát. Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào nghe thuyết tướng các pháp chân như bất khả đắc, tâm không kinh khiếp, không khủng hoảng, không sợ hãi, không nghi, không hối, không lui, không chìm, thì đại Bồ Tát này mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trong thời gian đó chắc chắn không thối lui. Hết quyển thứ 447.